Trâu rừng châu Phi là một loài lớn thuộc họ trâu bò, không có họ hàng gần với trâu nước hoang dã châu Á. Trâu rừng châu Phi có bộ lông màu đen hoặc nâu sẫm, đầu thấp, cơ thể dài nhưng chắc nịch và chân ngắn nhưng chắc nịch một. Chiều cao bờ vai khoảng từ 1 đến 1,7 mét và chiều dài từ đầu đến hết thân khoảng từ 1,7 đến 3,4 mét. Trọng lượng của trâu khi trưởng thành nặng từ 500 đến 900 kg, con đực thường lớn hơn con cái. Một đặc trưng tiêu biểu của cặp trâu đực châu Phi trưởng thành là sự hợp nhất bể gốc sừng, tạo nên một lá chắn xương liên tiếp được gọi là một cái bướm. Trâu rừng châu Phi là loài động vật xã hội, sống thành đàn lớn từ 50 đến 500 con. Đàn trâu thường có cấu trúc phức tạp, bao gồm nhiều nhóm nhỏ theo giới tính, tuổi tác và kích thước. Trâu cái và con non thường sống trong những nhóm lớn hơn so với trâu đực. Trâu đực thường sống trong những nhóm riêng biệt gọi là bachelor. Khi gặp nguy hiểm, đàn trâu sẽ xếp thành một hàng dài hoặc một vòng tròn để bảo vệ con non và con yếu. Trâu rừng châu Phi là loài ăn cỏ, ăn chủ yếu là cỏ và lá cây. Chúng có thể ăn được nhiều loại cỏ khác nhau, kể cả những loại cỏ có chứa chất độc. Trâu rừng châu Phi là loài động vật có khả năng sinh sản quanh năm, nhưng thường sinh con vào mùa mưa.